Ok, chào tất cả em trở kênh DHG của mình hôm nay. Trở lại với con game đấu la game thì cái video mình sẽ nói về cái sự kiện ám ký C mới. Theo cái ý kiến mình ấy, thì C mới anh em nên bỏ qua mấy gói hồn cốt mới gói trang bị ấy. Anh em bỏ luôn cả gói 3.600 kim cương 3 vé quay nhá. Em chơi cái hoạt động ám mình thấy nó sẽ ok hơn ấy. Cái con game này hồn cốt nó sẽ kiếm dễ hơn trang bị nó sẽ dễ kiếm hơn ám ấy. Anh em lên level 40 ấy chắc cũng chỉ được kiếm cái ám khí lam thôi. Còn không là được tím nhá. Nhưng mà cái ám khí này anh em hên là sẽ ra cái phẩm kim nhá. Thường thường là em sẽ ra cái phẩm cam hoặc phẩm đỏ kim rất là ít. Còn về cách chơi ấy, anh em cũng có hai kiểu chơi. Một là anh em phi ra cái dương ám khí cực là anh nghỉ luôn. Hai là anh em phi 10 lần. Anh em mua 9 lần cộng với một cái ở trong cái nhiều tuần nên là 10 nhá. Đây nhiều tuần thì nó sẽ được thêm một cái nữa. Đây em lông cho chú ý nhá. Nhưng mà như mình chắc là mình sẽ chơi cả 10 lần nhá. Mình sẽ mua 9 lần. Còn một lần cuối mình để dành cái nhiệm vụ tuần đấy. Và giờ mình sẽ xem cái độ nhân phẩm của mình nha. Mình ở server 25 ấy. Tích cái sự kiện thần chinh em ơi. Hơi bị căng luôn nhá. Đợi ngày mai mình làm view cho em xem. Đây em thấy không? Thấy top chưa? Căng bét luôn. Nguy cơ tạch em ơi. Nguy cơ mình chỉ được top 2, top 3 thôi. Nói chung bây giờ anh em đa số là đều cái chết rồi. Cộng với vi game rất là đông ấy. Đây mình sẽ vào khi luôn này. Mình sẽ khi 13 ngày thường trước. Rồi mình phi này nhá. Cái này mình mua thẳng luôn, không cần nói nhiều em ơi, mua 9 cái luôn. Ok nhá, 9k cái cực này 9k nhá. Một click bay 9k này, còn có 6k. Khi này anh em cứ đợi nó đến cái vạch vàng là em click luôn nhá. Đấy ok em ơi. Một cái 2 giờ cũng được này. Anh em này cứ phi từ rồi, không cần phải vội. Hai cái này lại thêm cái 2 giờ. Tiếp tục này. Tiếp tục lại củi ấy nhở, thôi mình đi bên phải đi, bên trái mình thấy củi thế nhở. Đấy cảm giác bên phải là ok hơn bên trái nha em ơi. Mẹ bên trái tàn ra cái càn quét ra gì nhở, liệp hồn ủa tí ơi tạch ấy. Bên phải là x này ngon hơn là mấy cái càn quét kia. Ok em ơi, tiếp tục 2 giờ không ra 8 giờ nhở, chưa thấy cái 8 giờ nào cả. Lại cái vé. Cái này là cái vé cũ nhất em ơi. Cái vé này. Cái vé với cái x nó cũng là đều là phẩm trắng nhưng mà ơi, cái x nó ngon hơn cái vé rất là nhiều. Không thấy cái vé 7 nhỉ? Còn có 3 cái em ơi, còn có 3 cái. Còn có 3 cái. Hai cái cố gắng ra một cái phi vàng đi. Phi vàng đi. Lại cái 2 giờ. Trừ cái vé quay tím ra ấy, mấy cái trên kia mình chưa được cái nào. Tại của em ơi, giờ đến cái này nha em ơi, cố gắng này, cố gắng ra dương đi. Mình sẽ đi từ bên phải nhá, mình sẽ đi từ bên phải. 24 giờ hai cái này, xui thế nhở, mấy cái đầu tiên run tay quá em ơi, run tay quá. Phủ xong rồi, hai cái rồi em ơi, hai cái chưa ra gì cả. Phát thứ ba. Phát lứa này em ơi, 24 giờ rồi, còn 5 phát lứa, còn 5 phát lứa, xong rồi xong rồi. Bình thôi xong rồi, gì đấy, Dương Ngọc à, ôi nhột thế em ơi, Dương Ngọc à, lại Dương thôi, hỏng rồi, còn hai cái em ơi, cố gắng ra thêm một Dương đi, một cái Dương nữa đi, hỏng rồi. Không dương thì cũng cho linh thạch đi chứ. Đọc một cái dương này không ổn. Tại cậu em ơi. Chán thế nhở. Đây hạc này mình được một cái dương ám nhá. Mở phần trăm sẽ là cam này. Một phát luôn anh em ơi. Ổn rồi em ơi, ổn rồi. Nói chung hạc này mình ổn rồi. Cái gì đây? Cố gắng ra ngọc 9 đi, ngọc 9 luôn anh em ơi. Đùa à? Ô khoan á, cái dương đỏ rồi mới đến dương kim nhỉ? Cái dương này cùi hơn, à đâu? Cái dương này cùi hơn cái dương này thì phải nhỉ? Đây mình sẽ mở luôn cả hai cái đi. Hy vọng ra 8, 9, 8, 9. Thôi bỏ qua, nói chung là cũng được cái ám khí đỏ là ok em ơi. Còn một cái thì cuối tuần nhá. Đây mình sẽ vào quẩy luôn. À, trang bị vượt qua chương 8 à? Càng ghê nhỉ?
Ồ thôi ok, mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video hướng sau. Bye anh em. Nói chung là mình được cái khí là ok rồi anh em ơi. Đây. Mỗi 5 giây hồi lại 4% sinh lực. Rất là ngon, quan trọng ấy. Nó tăng thể chất 136 anh em ơi. 209 cường hóa lên là 350. 350 thì bằng nguyên một set hồn cốt nha anh em. Đấy, anh em dân tham khảo.